Phía bên kia bầu trời đang đổi gió, có một người vẫn đang còn ở đó. Anh biết anh chưa lo được gì cho bản thân, nhưng thứ trọn vẹn anh muốn em phải có. Ngày mai sẽ khác, con tim từng bể nát. Anh mất cả linh hồn và còn mọi thể xác. Anh có lâu đài cát, còn em thì xa hoa. Em là giải ngân hà, anh không phải NASA nên không thể hứa hẹn với ngàn năm ánh sáng. Tội đồ của tình yêu chỉ chờ ngày chánh án. Anh đã cố biện minh với việc từng gây ra.